Nóng. Trời ơi, nóng muốn dựng cả răng luôn. Còn một ít thôi, hôm nay mình tranh thủ đi bẻ ngô để về làm một món ăn độc lạ cho các em thưởng thức. Các bạn có biết hôm nay tại sao mình đi có một mình không? Bởi vì hôm nay ý, các em đi học hết rồi, có mỗi mình là được nghỉ thôi. Bây giờ các bạn bẻ ngô cùng mình nha. Đây nè. Đây, bóc ra xem thử còn sữa không. Đây. Sữa ngọt lịm các bạn ạ. Ui đây này. Yêu. Ấy, ngồi tôi chơi các bạn ơi. Các bạn ơi, bắp ngô này bé lắm, chắc là vẫn còn chưa cay sữa mẹ đâu. Thôi mình để đây, để nó ăn sữa mẹ cho nó lớn tiếp rồi mình bẻ sau. Hey. Kỳ nhập mình đâu có phải là con ngô không, nó có bạn nhỉ. Sắp thành tôn ngộ khỉ đến nơi rồi đấy. Ui đây này. Nhảy nhăng xe mãi, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi. Dâm dâm. Trời đất ơi. Thôi bắt cá đi. Mình lấy bằng này cũng đủ rồi, đi về thôi. Ấy. Trời đất ơi, ngô ơi là ngô, ướt hết rồi. Tao ở trên bờ như này đã thấy rét rồi. Mày không thấy rét hay sao lại còn lăn xuống nước tắm thế? Thôi tao để vào đây. Cái chỗ này nhé. Không cân bằng trọng lượng. Mình đang nướng ngô cả vỏ đấy các bạn ạ. Đây, xếp mấy em này vào đây nữa. Đây. Đấy. Em thì mặc áo. Em thì cởi trần. Trắng ghê. Đây,
trời rét như thế này, mặc áo vào cho nó ấm. Đây. Ui dồi ôi, mấy em cả trần rét mướt thì nằm sang bên này, còn mấy em mặc áo ấm áp thì nằm ở đây. Đấy. Đấy, bắt đầu hơi vàng vàng rồi này. Đấy. Dâu của các cụ sắp cháy hết rồi. Ui mùi thơm lắm. À đây này, cái dưới này này. Đây, mấy bắp ngô này mình cho xuống trước chắc chín rồi. Thơm cực kỳ, phê. Trời đất ơi, nó nóng. Ui các bạn. Rất là ngon các bạn ạ. Hơi khét một xíu. Nóng quá, lấy dụng cả lưỡi. Nóng. Trời ơi, nóng muốn dụng cả răng luôn. Chín hết rồi này, quá lửa. Mình sẽ ngóc ra đây để cho các em về còn ăn. Đấy, chín hết rồi này. Đấy, ngon chưa, ngon chưa. Tuổi thơ chắc chắn ai cũng từng ăn món ngô nướng này rồi đúng không nào? Ngô nướng ăn rất là ngon, thơm, bùi, rất là ngon đúng không các bạn? Bây giờ mình sẽ để chỗ ngô này vào trong nhà nấm của mình để bao giờ hai em về thì ăn. Chắc chắn hai em sẽ rất là thích đây. Mình sẽ giấu đi các bạn ạ, cho nó đặc biệt. Đây, mình sẽ để trên này. Đấy, chắc chắn Kiều sẽ rất là bất ngờ. Đi học về, sẽ đi học về. Em chào ba mẹ. Được nghỉ, cho nên chị tranh thủ ra đồng bẻ mấy bắp ngô về nướng. Nhưng mà các em chưa đi học về nên là chị để phần cho các em. Kia kìa, chị để trên kia. Ui, để chị lấy xuống cho em ăn nha. Vâng. Đây. Wow, đây là ngô chị nướng này. Các em ăn thử xem có ngon không. Vâng, em sẽ lấy cái bắp này. Nào, chị em mình cùng ăn nha. Yo. Ngon nướng nó ngọt lắm chị ạ. Yummy, ngon quá các bạn ạ. Rất là ngon luôn các bạn. Yummy. Đi học về tự nhiên có ngô ăn, quá là sướng luôn. Hôm nào chị lại nướng cho em ăn nữa nhá. Ừ, được rồi. Các bạn ơi, ngô nướng ăn rất là ngon, thơm, bùi. Thôi video của mình đến đây là 2 phút rồi. Chào tạm biệt các bạn, lưu ý ra thôi, bye bye. Các bạn đừng xem video, đừng quên nhấn like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ chị em mình nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.